Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thiện nhân xin nói với quý vị chút xíu một cái câu chuyện nhỏ về cái việc mà mình phá thai. Là hồi sáng này là thiện nhân đang trên đường đi phóng sanh, thì có chị Châu với chợ đầu mối ở Bến Tre. Nếu như mà 2-3 ngày trước mà ai mà ở Bến Tre đó, ở khoảng chợ đầu mối, thì mọi người cũng sẽ nghe về cái chuyện của một cái em nhỏ này là bị té chết đuối ở dưới chỗ cái bến lở ở chợ đầu mối á. Thì thiện nhân đang trên đường đi thì chị Châu mới gọi điện thoại, nói là thôi thiện nhân xuống đây thả cá rồi hồi hướng gì đó, cúng kiến gì đó cho thằng nhỏ, thằng bé đó đó. Thì thiện nhân nghe cái thiện nhân cũng hết hồn, thì mình thấy cũng tội nghiệp quá, cái mình mới nghĩ trong bụng là thôi để tụng cho con thời kinh, mình niệm chú này kia nọ để cho con được an lạc chút xíu gì đó, mình hồi hướng cho con thôi. Tự nhiên mình vừa nghĩ xong, khởi cái tâm mình lên là bắt đầu nó lạnh, tự nhiên lạnh người, trời nắng vậy mà lạnh người, nốt với cái áo ác hết trơn. Cho tới khi mình chạy xuống chợ, rồi bắt đầu mình mua cá, rồi mình ra đó mình thả cá ở dưới đó, rồi mình hồi hướng này kia nọ, là thiện nhân mới hết. Nguyên một cái đó là mình bị câu chuyện như thế này nè. Là cách đây chừng 3 ngày là ở cái đoạn bến lở ngay đó đó, ngay ngoài chợ đầu mối á, là có một cái lở rất là lớn để mình đi xuống dưới ghe tàu nó lên ngay đó, mà thường xuyên túc trực ở đó là khoảng 10 chiếc ghe lớn, là để vận chuyển những cái rau củ quả cá này kia nọ lên đó bán. Thì có một đứa bé này mới có 7 tuổi thôi, nó bán vé số, ở nhà cũng bán số trơn á. Thì nó chơi xong mà ngày thường á thì nó lởn quởn đó mà nó không đi xuống đó, mà không biết sao là hôm nay hả, đi xuống dưới là tới 7-8 lần lận. Khi mà trích cái camera lại là thấy nó đi lên đi xuống cái chỗ đó 7-8 lần. Nó chơi nó giỡn mà không biết nó chơi giỡn gì với đó con mình nó. Ở tới hồi mà trích lại cái đoạn cuối cùng, mình thấy là khi mà đứa bé này nó xuống dưới, nó dít dít mấy cây, nó rửa tay dưới á, là nó té chết ở dưới luôn. Mà nghịch lý ở chỗ là dưới là cái chục chiếc ghe lớn luôn mà không có ai thấy nó hết, mà thấy nó cứ chạy lên chạy xuống, nó chơi nó giỡn mà có mình nó à. Thì mình nghe thôi là mình cũng mắc sợ rồi. Khi mà cúng xong là thiện nhân là không có còn cảm giác, cảm thấy là mình rất là nhẹ nhàng, rồi tiếp tục là đi ra ngoài cửa xong là mình thả cá tiếp ha. Rồi khi mà đi về á, tự nhiên trên đường mà mình thả cá mình đi, cái mình cứ suy nghĩ và mình nói tôi tội nghiệp nhỏ này quá, không biết nhà cửa làm sao này kia nọ, cứ nó thôi thúc mình để đi tới nhà của con bé này. Mà nói thật quý vị, chứ từ đó đến giờ thiện nhân không có biết cái vụ cúng kiến này đâu, mình lo tu thôi chứ làm gì mà biết cúng kiến gì đâu. Chứ đó, rồi cái xui khí làm sao, cái đi lỡ nhà mà hả, đi với bà chị cứ đi lòng vòng đi tìm nhà đâu ra, bị mình đâu có biết nhà nó ở đâu, đâu biết nó là ai đâu, mình người lạ mà đi lòng vòng. Và cái thiện nhân mới nghĩ trong bụng, nói trời Phật thương con, ngày Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngày Quán Thế Âm Bồ Tát thương con, chỉ đường cho con đi tới nhà của bé đó, con tới con thăm bé đó, thăm gia đình. Trời đất ơi, thiện nhân ghé ngay nhà luôn, mà cái chị đi chung chứ cũng hết hồn, con ghé vô ngay nhà của con bé đó luôn mẹ, mà không có hỏi ai hết trơn luôn. Cái tự nhiên hỏi ra, nói hỏi nhà của chú A bán vé số bị cục chân ở đâu, là ông nội của con bé đó. Thì thiệt là ngay nhà bé luôn, không có đi xa chỗ nào luôn. Quý vị thấy nhiệm màu ghê chưa? Có một cái câu chuyện buồn á, khi mà thiện nhân nghe người ngoài đã kể lại á, làng bé này á, là mới có hồi nhỏ khi mà mới sinh ra đó, ba mẹ sinh nhiều con lắm, thì sinh bé này ra xong cái ba mẹ mới bán có 3 triệu à, sinh mạng con người, một cái con người gì mà giá trị quá rẻ, bán có 3 triệu. Thì ông nội của con bé này á mới đi chuộc về, thì tới nay 7 tuổi là con bé này chết. Khi vào trong nhà thì mới dở lẽ ra rất là nhiều chuyện, mà nó đúng là tâm linh dữ lắm. Trời ơi, hai vợ chồng của anh chị này á phá thai rất là kinh khủng, mà tại vì họ là kinh khủng lắm luôn, từ đó giờ chưa bao giờ thiện nhân nghe nó phá thai nhiều đến mức độ như vậy. Tổng cộng là phá thai là chết là 9 người con với thằng bé này nữa. Thằng bé này là cái đứa mà nó mới chết, là đứa thứ 10 đó, là phá thai 9 đứa. Quý vị thấy ghê gớm không, phá thai 9 đứa và đứa bé này là đứa bé thứ 10 nó chết. Chưa đâu, cái đó là chết thôi á. 3, 6, 7, 8. Hiện tại giờ mà có 8 đứa là nó còn sống, nó đi làm á. 8 đứa, có nghĩa là tổng cộng mà chết với sống luôn là đẻ tổng cộng là 18 đứa. Trời ơi, quý vị thấy nó ghê gớm không? Bởi nói cái trình độ văn hóa của mình thấp, rồi mình không có kiến thức này kia đó. Sinh đẻ rất là nhiều, nhà bán vé số không mà.
Rồi ông nội của thằng bé mới mất này cũng bán vé số, nó cũng bán vé số mà nó té chết. Rồi ảnh chị ở nhà cũng bán vé số luôn. Hồi nãy mà đến mình thấy đau lòng dễ sợ, đẻ con nhiều quá rồi đứa nào mà còn sống mình không nhớ tên mà phải nói là đi lấy sổ hộ khẩu ra để coi coi ha, có chính xác cái tên không, không nhớ được tên của con mình luôn. Còn mấy đứa con mà phá thai là không có đặt tên đặt tuổi gì hết trơn á, trời thấy thương quá. Mẹ của thằng bé này nè, sau khi mà trước khi thằng bé này mất á, có một cái link như thế này, đó là khoảng một tuần lễ trước á, trước khi mất á, là cái chị này chị nằm mơ chị mới thấy là chị với con chị đi bán vé số với thằng bé này nè, thằng bé mới mất nãy thì mới cúng đó. Rồi cái nằm mơ thì chị nói là thôi con đứng ở đây đi, mẹ đi qua bên kia mẹ bán xong rồi mẹ quay lại đây. Thì thằng bé này nó đứng đó, nó đứng hồi cái nó khóc quá chừng luôn, nó nói cái cô khác á, cái người khác trong giấc mơ nói là sao con đứng đây con khóc. Cái thằng bé này nó mới nói là mẹ của con nó đi qua bên kia bán cái số mà quay trở lại đây đón con liền, mà giờ con không thấy đâu trơn á. Cái cô đó đó mới nói là thôi con đừng khóc nữa, giờ cũng đi theo cô đi, à, cô dẫn đi tìm mẹ. Cái nó đi, quý vị phải 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 nhớ nghe, cái này là thiện nhân là không biết, nhưng mà nghe rất là nhiều ông bà rồi những người mà nằm trong cái hoàn cảnh này nói lại, nếu như ai mà đến rủ mình đi này, mình mà đi là chắc chắn là xong rồi đó, là thế nào cũng chết này, thận nhân nói thật. Ở trong kinh Địa Tạng cũng có nhắc như vậy á, là nhiều khi quỷ thần ma quỷ nó biến ra hình cha mẹ người thân thuộc này kia nọ này chứ, quý vị phải cẩn thận, tại vì cái này thiện nhân nghe rất là nhiều rồi chứ không phải một câu chuyện này đâu. Mình phải gán tu đi, không có định lực không có phước đức này kia nọ là khổ lắm. Rồi ở trong cái xóm của thằng bé này nè, cái mẹ của thằng bé này đó là cái thằng bé này nó đi bán tới chiều, là cái hôm bé này mất á, là nó đi bán tới chiều luôn mà không thấy. Cái thiêu thiêu ngủ á, thì thấy cái chị mẹ này nè, thì là bắt đầu tự nhiên thấy sao mà mình đi ngoài cửa mình đi vô mà kế bên mình là một cái thằng nhỏ, thằng con mình mà nó ướt nhem ướt nhẹp à, trời quý vị thấy này nó lên ghê không. Cái chị mới quản hồn, chị giật mình dậy mà nước mắt của chị hả là chảy ra ngoài hết luôn, mà đang ngủ mơ đó, chiều chiều là mình thấy vậy đó. Rồi cái chị này thấy là chị không có lành rồi, thôi để chị mới nguyện, chị mới nói là mà qua tới ngày hôm sau rồi là một đêm không có về là tá quả đi tìm rồi. Cái sáng sớm chị mà chị mới giật mình dậy, xong mà chị nói là bây giờ không biết làm sao, nếu như còn sống á, là phải phải xui khiến sao cho đi về nhà, trời Phật thương cho đi về nhà đi, còn chết á, là mình phải thấy xác. Cái tự nhiên không biết làm sao tới trưa trưa cái chị nằm mơ, chị mơ mơ màng màng cái chị thấy là có một cái đôi dép với một cái nón của thằng con của chị á, là cái mũi nón nó hướng về cái phía nhà đó. Chị nằm mơ chị thấy tại nhà của chị gần cái bến lở bến sông, mà ở chỗ khác nữa, cùng trên cái khúc sông đó nhưng mà ở chỗ khác, y chang như vậy luôn. Thằng bé này nó chết, cái nón với cái đôi dép là trâu về tới ngay nhà gần ở đó luôn, trời thấy linh ghê không, gần sát bên nhà luôn. Thì chị ra chị thấy y chang vậy, là lúc đó là mình biết là con mình không may, là chị về tới nhà chị khóc này kia rồi tá quả lên nè, là có một cái con bướm mà nó bay vô nhà. Chị kể là cho thiện nhân nghe nãy á, bay lên trên cái bàn thờ ở nhà đó, chị mới nguyện để đi tìm. Thì có một cái chị này cũng ở trong xóm đó luôn, chị này là thường hay trong xóm này có cái gì xảy ra là cho chị nằm mơ thấy trước. Mấy bữa là hồi nãy chị mới kể lại cho thiện nhân nghe là vậy, thì thấy là thằng bé này đi bắt cá bắt ốc gì dưới sông đó, nó chơi dưới sông nó tắm dưới sông, thì cái chị này chị mới ra bắt cá bắt ốc. Thì cái thằng bé này nó mới đuổi đi, nó nói là dì hai đừng có bắt ốc ở đây, ốc này là ốc phóng sanh, cá này là cá phóng sanh, dì hai không có được bắt. Thấy dễ thương ghê không, mà cứ thấy dưới nước hoài, thấy thằng này nó ở dưới nước hoài. Qua ngày hôm sau nữa là báo lên tùm lum hết rồi, qua ngày hôm sau nữa là mới té ra là ở chợ đầu mối. Qua tới ngày thứ hai là biết liền, thằng bé đó nó chết ở dưới 2 ngày không ai thấy luôn, 7 tuổi nha quý vị, mà chết ở dưới bến lở, mà bến lở cả chục chiếc ghe luôn mà không ai thấy. Nó về nó báo cho mẹ nó nghe, đi ra đó mà vớt xác lên, gia đình đi tới đó vớt xác lên, công an mà truy ra rồi lật camera ra mới biết, chạy lên chạy xuống chơi giỡn với ai đó mình không biết, chết 2 ngày rồi cha mẹ đi lại tìm mới thấy. Báo mộng mọi người thấy ghê không, chưa, bởi vì anh chị này phá thai rất là nhiều, người phá thai rất là lớn, rồi cái nhà phải nói cái nhà rất là âm u luôn. Thì cái đứa em, cái đứa anh lớn, cái thằng này còn sống nha, nó là Nguyễn Thanh Tâm sinh năm 96, nãy mẹ của nó mới viết giấy cầu an để gửi vô chùa cho mấy thầy cùng cúng giùm nè. Cái thằng này á, là nó cứ mơ thấy thằng 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 em này cứ ngoắc đi hoài, mà thằng em là một trong 9 đứa trước mà đã phá thai á, chứ không phải thằng này, bị thằng này mới chết ở đây, cứ ngoắc đi chơi hoài hà, đâu dám đi.
Rồi con cái ở nhà thì Nhân nói thiệt cứ vô cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, không có bình thường, nguy hiểm dữ lắm. Rồi mấy đứa mà nó còn sống này nè, nó cũng mơ thấy hoài. Và đặc biệt là cái thằng mới chết này á, nó cứ nói, nó về nó nói với cha nó: con ơi con à, cha ơi con thương cha lắm, muốn đi theo cha, muốn dẫn cha đi chơi này kia nọ. Trời, nói gì nghe thấy ghê không? Thiện Nhân nói là bây giờ phải đi gửi đi đi gửi cháu đi về chùa tu hành này kia đi, chứ không có được để gì nữa. Mà ở nhà này cũng do tri thức mình không có, rồi cũng đâu có ai tu tập gì đâu, nhà này là đạo chúa. Nhưng mà không biết làm sao Thiện Nhân vô cái mọi người cũng tin, giờ cúng Thiện Nhân là nó bắt buộc phải cúng đồ chay hết, không có được cúng đồ mặn. Rồi chuẩn bị đốt giấy tiền vàng mã này kia, Thiện Nhân nó không, bây giờ là đem đem bỏ hết, đem dục và đống độn gì đó nên bỏ hết, muốn đốt gì đốt, nhưng mà không có đốt cho nhỏ, đốt là đốt quỷ đi đi, chứ không có đốt cho cái người chết. Đừng có làm đảo lộn âm dương, mình đâu có thể nào mà mình đốt giấy tiền vàng mã này kia cho cái người đã chết được. Làm vậy là người ta có tội thêm, tại vì cái tà kiến này của người sống là do người chết mà ra, không có được. Mọi người cũng tin, phải bắt cúng chay hết luôn, rồi bắt ở nhà gia đình là phải ăn chay hết luôn, mỗi ngày là phải bắt đi phóng sanh, bán được nhiều tiền không cần biết, trích ngày 20, 30, 50 đi mua ốc mua cá phóng sanh, thấy con gì mình thả con đó để hồi hướng về cho gia đình, không phải hồi hướng cho một mình thằng bé mới mất, mà là hồi hướng hết cho tất cả những người đã mất trong nhà này, cho luôn cả những người còn sống luôn. Ông bà cụ ở nhà cũng bị thương tật, quý vị nghèo mà còn bệnh là chết luôn. Ông bà cụ, một người ông cụ đi bán vé số á, là ông nội mà hồi nãy mình nhắc tới là chuột đứa bé về đó, bị cụt một chân đi bán vé số. Còn bà cụ ở nhà đó là bị liệt một cái tay, mà tinh thần thì không có được tỉnh táo, nhà ác nghiệp dữ lắm. Này Thiện Nhân nói thật, quý vị đừng bao giờ nghĩ tới cái việc phá thai, mà lỡ mà ai đã phá thai rồi thì phải thành tâm sám hối, phóng sanh chuột mạng, đặt tên cúng kiến gửi chùa, làm tất cả những việc phước đức hồi hướng cho con cái ông bà cha mẹ tổ tiên trong gia đình đi. Điều này không có tốt đâu, nguy hiểm dữ lắm. Bây giờ ở nhà đó hả, phá thai tổng cộng 9 người, một số đứa thì không có phá thai nhưng mà tới ngày tới tháng đó rồi chết luôn, bị té bị này kia chết. Nói chung là gia đình không có được may mắn trơn tru. Cái đứa thứ 10 là cái đứa Lưu Thanh Phát là mới chết nãy giờ mình nói đó, là đứa đứa thứ 10. Hiện tại bây giờ là được sống 8 đứa mà đứa nào cũng không có khỏe mạnh, thì nhân hổ và không có khỏe mạnh mà còn trẻ lắm. Cái ác nghiệp này rất là nặng, mọi người không có được dính vô, rất là nguy hiểm. Không phải là thiện nhân, tại vì mình không phải là mình bên tâm linh rồi mình nói không phải đâu, nhưng mà ngay cả mấy thầy hay là mấy tổ ngày xưa cũng vậy nữa, tuyệt đối là không được phá thai. Cái nạn phá thai bây giờ mình rất là nhiều, đừng bao giờ để xảy ra rồi mình mới tìm cách mình cứu chữa là không có được đâu, nguy hiểm vô cùng. Mọi người nhớ nha, là thiện nhân quen rất là nhiều anh chị em cũng kể lại nguy hiểm lắm, tan nhà nát cửa, người còn sống là cũng không có khỏe mạnh đâu, bị thương tật này kia nọ, công việc cũng hư đốn hết luôn. Thiện Nhân nói thật, nếu như trong mình, trong nhà của mình á, ngày xưa đã từng phá thai rồi á, về lâu dài thì Nhân tin chắc một điều, chắc chắn sẽ trải qua những cái chuyện này. Quý vị phải rút kinh nghiệm, thường xuyên tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Quan Âm, hồi hướng cho các con, cho những người thân thuộc mà chết quen chết ức, chết do phá thai này kia kia nọ, tội lắm. Bởi vì cái người còn sống như mình nè thì mình sẽ tu được dễ hơn, mình sẽ có thể tụng kinh niệm Phật, vào chùa đi công quả, đi làm phước cúng dường bố thí, mình làm được các việc phước thiện, mình có thể tu được. Còn người âm họ không được đâu, người âm họ khó tu lắm. Nếu mà trong gia đình của mình á, mà có người mất á, mình phải làm nhiều để mình hồi hướng cho họ, thậm chí mình phải ráng tu đi để mình dụng công tu hành của mình hồi hướng cho họ và dẫn dắt họ đi tu theo mình luôn. Nếu như ai đã phạm phải ác nghiệp rồi, phóng sanh cứu mạng, ban phát những phần ăn chay, cứ làm đồ chay ra cho người ta đi, để nước ở ngoài đường miễn phí cho người ta uống đi, cứu cái sự sống người ta, đó cũng là hình thức của phóng sanh. Không phải là thả chim thả cá thả con này con kia mới là phóng sanh đâu, mình mang tới cái sự bình an cho người khác đó là phóng sanh, mang tới cái sự an lạc cho người khác đó là hình thức phóng sanh đó. Mình sống với nhau, giữa người sống với người sống với nhau, mình đem tới cái sự an vui này kia đó cũng là phóng sanh, tại vì phóng sanh là mang tới sự bình yên an lạc. Đừng có nghĩ cái nghĩa hạn hẹp phóng sanh là thả cái này thả kia thả cái nọ là không có đúng đâu nghe quý vị. Trời, Thiện Nhân mà đi vô cái nhà đó, Thiện Nhân thấy sợ luôn. Hôm nay có cái
trong cái câu chuyện này là có rất là nhiều chuyện tâm linh ở đây, rất là hay. Thiện nhân đi ra khúc con bé đó nó té chết trong ngoài đó, thấy mình còn sợ. Nói chung là thật sự mà nói là ở cái đoạn sông Bến Tre đó, ngay chỗ đó đó, hầu như là mỗi năm mỗi có người á bính lỡ, đúng rồi, mà không phải người không, con chó con mèo con cá con mắm này kia, mà nói xin lỗi quý vị chứ ngay chợ đầu mối là cái lò sát sanh, trời nghiệp nặng dữ lắm. Bởi thiện nhân mỗi lần mà làm cơm chay gieo duyên được gì dưới, mỗi lần cứ 40-50 phần, 30-40 phần đem dưới cho người ta ăn, thiện nhân mừng lắm, cho ăn chay này kia, nó mình tặng phần cơm chay cho người ta ăn để họ đoạn bớt đi một cái nghiệp sát của một ngày, một buổi của họ, mừng lắm. Chứ là thiện nhân làm cơm chay là để gì dưới cũng mấy chục phần đó, cái lò sát sanh nó quá nguy hiểm. Dự định tới là chắc 1-2 ngày nữa chắc thỉnh thầy đi về dưới, thỉnh thầy mấy thầy đi về dưới để mình cúng siêu độ tất cả các vong linh ở đó luôn, chứ không phải là một mình đứa trẻ này không, mình cứ cúng đi, cúng thì cái người âm họ được đi tu, thì người dương của mình là cũng được thoải mái. Và ngay cả cái cục đất của quý vị ở, cái nhà của quý vị ở, thật sự mà nó cũng có chứ không phải là không có đâu, bởi vì mình là người phàm mắt thịt mình không biết thôi. Cho nên là mình phải cố gắng tu tập nhiều hơn, rồi phải hồi hướng giúp đỡ cho họ. Mình thật sự mà khi mà mình nói giúp họ là giúp mình, nhưng mà nói vậy cho mình dễ hiểu thôi, chứ thật sự là họ cũng cần được tu và họ cũng cần được đi tu đó. Thôi mình cứ giúp cho họ đi, chứ mình bây giờ mình là người sống, bây giờ thấy mình tu còn khó khăn quá. Thôi giúp cho người ta được gì mình giúp, đi đời này cũng ngắn ngủi quá, người ta cũng như mình thôi, cố gắng lên nhé. Anh Di Đà Phật cầu cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe, tinh tấn, an lạc trên con đường tu tập của mình. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.